Chào cả nhà. Hôm nay buổi sáng mình ra vườn thăm lại cái cây dâu tầm Đài Loan trái dài nè cả nhà. Cả nhà thấy mình trồng trong cái chậu rất là nhỏ ha. Nhưng mà cây phát triển cũng rất là tốt. Thì sau đợt mà mình thu hoạch cách đây một tháng á, thu hoạch trái ha, lần cuối cùng, sau đó mình chăm sóc cho cây, phục hồi cây. Tầm 10 bữa sau đó mình xiết nước, mình xiết nước sau khi mình xiết nước á, thì khi mà cả nhà xiết nước có thấy cái lá ở trên cây á, có nghĩa là mình ngưng tưới nước. Đến khi nào mà cái cây mình thấy là nó lá nó héo tầm 2 phần 3 cây đó, nó héo tầm 2 phần 3 cây ha, thì lúc đó bắt đầu mình tưới dặm lại. Và sau khi mình tưới dặm lại á, thì mình hãy lặt hết lá trên cây đi ha, thì nó sẽ rụng một số lá, nó là nó héo thì nó rụng, còn một số lá nó đang còn tươi quá thì mình tiếp với nó là mình sẽ lặt lá. Và sau khi mình lặt lá mình chăm sóc á, thì nó đã bung lên những cái chồi rất là nhanh cả nhà. Thì cái cây này mình chia sẻ cho cả nhà coi là để có ai chưa trồng cây này thì biết ha. Thì cứ tầm 2 tháng thì nó sẽ cho mình thu hoạch một đợt trái. Trái có quanh năm. Đây là lần thứ 3 mình xiết nước và mình thấy là những cái chồi nó bung ra như vậy. Chia sẻ cho cả nhà biết ha. Cây này nếu cả nhà không biết xiết nước thì nó sẽ ra trái rất là chậm. Nhưng mình xiết nước thì cứ tầm 2 tháng thì cây dâu tầm Đài Loan mình sẽ cho mình một đợt trái. Mình quay cận cảnh cái búp cho cả nhà coi nè. Đó, thì khi mỗi cái búp cái chồi như vậy ha, đó, nó sẽ ra cho mình một chùm trái và nó kèm theo những cái lá xanh mướt rất là đẹp. Tất cả những cái chồi trên đây đều có trái hết nha cả nhà. Đó. Đó, những cái chồi ha, trong thân cây ra là nó sẽ cuốn theo trái và lá. Nhìn rất là xinh. Rồi, bây giờ chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại video kế tiếp.